Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về dự án TNT Millennia City Long Hậu. Đây được xem là miền đất hứa của cộng đồng cư dân trẻ đầy hoài bão trong tương lai, mang đến cơ hội đầu tư vàng cho các nhà đầu tư cũng như các chuyên gia bất động sản. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn và chi tiết hơn về tổng quan và vị trí của dự án này nhé. Về tổng quan, TNT Millennia City, thành phố Thiên Niên Kỷ là dự án đất nền Long An, nằm trên trục đường chính Lê Văn Lương, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km về phía nam, giáp ranh với huyện Nhà Bè là Cần Giuộc, Long An. Đây là huyện vùng ven với tiềm năng phát triển và đô thị hóa cao, bởi sau thông tin quy hoạch của thành phố, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng phát triển ra các khu vực lân cận, trở thành thị trường bất động sản tiềm năng, sôi động trong tương lai. Dự án TNT Long Hậu là dự án bất động sản đầu tiên của tập đoàn TNT tại Long An, với quy mô 7.884 lô đất, tổng diện tích lên đến 267 hectare. Do đó, dự án TNT Long Hậu sở hữu nhiều loại hình căn hộ bao gồm nhà phố thương mại, nhà ở liên kề, biệt thự song lập, biệt thự vườn và chung cư. Đối với đối tượng sở hữu, dự án sẽ được bàn giao có sổ hồng với định hướng sở hữu lâu dài dành cho người Việt. Riêng đối với chủ sở hữu là người nước ngoài, thời hạn sở hữu sẽ là 50 năm. Tính đến hiện nay, mật độ xây dựng của dự án đạt tới 35%. Về vị trí, dự án TNT Millennia City tọa lạc tại cửa ngõ khu Nam. Bao quanh dự án là những tuyến đường lớn sầm uất kết nối các trục giao thông quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh như là Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ. Bên cạnh đó, dự án cách tuyến cao tốc Bến Lức, Hồ Chí Minh, Long Thành sắp hoàn thành khoảng 5 phút. Đặc biệt, cư dân có thể thuận lợi di chuyển đến các khu vực lân cận một cách dễ dàng và nhanh chóng, khi chỉ mất 20 phút xe máy để tới khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 10 phút đến giao điểm đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Tạo, 10 phút đến cảng Hiệp Phước, tâm điểm của sự phát triển kinh tế và đô thị hóa của khu vực, 5 phút đến ga Metro số 4, nơi nối chợ Bến Thành, Bình Tân, Phú Nhuận, quận 4 và quận 7, cách trung tâm quận 1, Bến Thành khoảng 19 km. Với mong muốn kiến tạo một không gian sống yên bình, tràn ngập hơi thở của thiên nhiên, tươi mát của cỏ cây sông nước, nhưng vẫn không kém phần sang trọng và đẳng cấp, dự án khu dân cư TNT Long Hậu đã tái hiện sinh động và hoàn hảo đến từng chi tiết những hệ thống tiện ích, dịch vụ, hạ tầng nội ngoại khu vô cùng hiện đại, đan xen với các mảng thiên nhiên xanh mát nhằm mang đến cuộc sống thoải mái, tiện nghi đẳng cấp. Đầu tiên phải kể đến tiện ích nội khu, đến nay dù mật độ xây dựng chỉ 35%, nếu tính luôn không gian xanh ở các sân vườn thì mật độ xây dựng chỉ còn 27%. Nhưng dù vậy, các tiện ích nội khu dự án vẫn đáp ứng được phần lớn các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Điển hình như công viên cây xanh kết hợp với hồ cảnh quan nằm ngay trung tâm khu dân cư, được xem như là một lá phổi xanh giúp cân bằng không gian sống cho toàn khu. Không những thế, với lợi thế khi có con sông nhỏ uốn lượn trong lòng dự án, chủ đầu tư và đơn vị thiết kế đã khéo léo trong việc kết hợp các khu vực dành cho hoạt động ngoài trời như là đường dạo bộ ven sông, khu thư giãn, khu thể thao dọc sông. Đối với các hoạt động mua sắm, một chuỗi các shop house được xây dựng ở ngay các con đường chính của dự án nhằm mang đến sự tiện lợi và nhanh chóng đáp ứng nhu cầu mua sắm cho cư dân tương lai. Ngoài ra, với tiêu chí phát triển thể chất, tinh thần và tri thức cho con em, tập trung nuôi dưỡng nền tảng phát triển cho thế hệ mai sau, có một tương lai tốt đẹp sống giữa cộng đồng văn minh, chủ đầu tư cũng đã trang bị riêng cho các mầm non tương lai một khu vui chơi giải trí với đa dạng các loại hình vui chơi, cùng hệ thống trường mầm non đạt chuẩn để các bậc phụ huynh có thể yên tâm gửi gắm con em vào môi trường mới. Bên cạnh đó, nhắc đến dự án TNT Long Hậu thì không thể nhắc đến cảnh quan vượt trội nơi đây, khi đâu đâu cũng là các mảng cây xanh mát, như được cả thiên nhiên ôm trọn vào lòng. Các cụm cảnh quan thiên nhiên và các vườn hoa được bố trí khắp nơi trong dự án, mang lại luồng không khí thơm ngát, lan tỏa khắp khu vực mỗi khi mùa hoa nở. Đặc biệt, ở mỗi khu thể thao, gym, hệ thống các đèn chiếu sáng được trang bị cho các thiết bị, dụng cụ tiêu chuẩn, đảm bảo cho cư dân có những buổi tập tốt nhất. Hơn thế, nhằm mang lại sự nhanh chóng và tiện lợi cho khách hàng, các phòng giao dịch ngân hàng và nhiều cây ATM được bố trí ngay trong khuôn viên dự án này. Với loạt các tiện ích nội khu kể trên, trong tương lai gần,
Khu dân cư TNT Long Hậu hứa hẹn sẽ trở thành khu đô thị đẳng cấp nhất nhì của khu vực Nam Sài Gòn, đem đến cho bạn cơ hội an cư tuyệt vời giữa lòng thành phố sôi động, nơi xứng đáng để đầu tư, nơi yên bình để trở về. Trên đây là một số thông tin về dự án TNT Millennia City Long Hậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn có nhu cầu ký gửi hoặc mua bán và thắc mắc những câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0918 089 169 hoặc 0913 999 003. Đội ngũ chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp và giải đáp những khúc mắc về dự án cũng như mang lại cho các bạn những trải nghiệm chuyên nghiệp nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.